Hello anh em, tôi là Vinh. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em một sản phẩm vừa về cửa hàng, đó là thân máy khoan có búa DeWatt DCD796. Đây là sản phẩm làm mưa làm gió trong suốt thời gian qua với sở hữu sản lượng bán ra là hơn 1.000 con tại thị trường Việt Nam. Và hôm nay nó đã về body riêng để cho anh em có thể mua. Những anh em nào đã từng mua thân máy bắt vít hay là những bộ máy bắt vít hoặc là những cái máy ở Mỹ có pin rồi, có pin DeWatt rồi 18V, 20V gì đó, 18 với 20 thôi nha, không có 12, 18 thì không xài được nha, 18 với 20 thôi, thì anh em có nhu cầu thì anh em có thể mua thêm cái thân máy này để chúng ta xài mà không cần phải mua nguyên bộ, với mức giá cực kỳ hấp dẫn có 2.431.000 tại thời điểm hiện tại ngày 9 tháng 3 năm 2019. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau khui cái máy này ra chúng ta xem. Hầu như đều quá bây giờ là có đủ những cái loại thân máy rồi anh em ha, sắp tới là về những cái thân máy của những con khủng như là 996 rồi đó, là có đầy đủ hết. Mức giá mình bán ở đây là giá đã có thuế và chưa có phí vận chuyển nha anh em. Anh em mua hàng thì cứ mua thoải mái. Một cái điều ưu điểm ở store là một đó là mặc dù là chưa có phí vận chuyển nhưng mà thường xuyên có những cái phiếu giảm giá, những cái chương trình giảm giá thì anh em có thể áp những cái mã giảm giá lên anh em mua rất là nhiều luôn. Đó là anh em nào chúng ta hay mua hàng, chúng ta sưu tầm những cái chương trình giảm giá để chúng ta được cái chương trình để chúng ta được hỗ trợ. 2.431.000 thì anh em mua ví dụ được giảm 100.000 thì còn có 2.341.000 à, rẻ hơn rất nhiều trên thị trường luôn. Đây là cái thân máy của chúng ta. Cái máy này thì quá quen thuộc rồi hết anh em, nhìn rất là đẹp, rất là ok. Con này sử dụng động cơ không chổi than nên là anh em rất là thoải mái để xài, rất là bền. Con này tốc độ không tải tối đa nó là 2.000 dòng trên phút, lực đạp là 34.000 BPM. Thì con này trang bị một cái đầu kẹp auto lock 13 ly, đầu kim loại rất là bền. Và đặc biệt là con này trang bị đèn cực kỳ sáng luôn. Ba cái đèn siêu sáng, đèn LED siêu sáng, để sáng như cái đèn pin vậy đó. Một hồi mình sẽ gắn cục pin cho anh em xem. Động cơ của con này rất khỏe luôn nha anh em. Con này trang bị động cơ nó tới 70 Newton nhân mét cho cái tốc độ cao. Còn nếu mà anh em sử dụng ở tốc độ thấp, còn nếu anh em sử dụng tốc độ cao là 27 Newton nhân mét. Kinh khủng không? Ở đây có hai cấp tốc độ. Khi mà mình chỉnh ở tốc độ thấp thì cái lực kéo nó sẽ mạnh nhất là 70 Newton nhân mét. Còn nếu mình chỉnh ở tốc độ cao thì nó chỉ còn 27 Newton nhân mét thôi. Nên là anh em muốn khoan nặng thì chúng ta sẽ sử dụng tốc độ thấp. Con này trang bị động một cái 13 cộng một cấp độ trượt và một chế độ khoan búa ở đây, mình hay chỉnh ở đây, mình chỉnh ở đây. Quá trời đẹp luôn. Thì bây giờ mình sẽ lấy cục pin ra. Con này hãy khoan gỗ được 40 cm, khoan kim loại là 13 cm, còn khoan tường là 30 cm. Và ở đây nó cũng trang bị cho mình thêm luôn một cái này, nhiều anh em có hay hỏi, cái này là để chúng ta gắn vô đây chúng ta treo lên nha. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu thêm cho anh em cục pin. Những em nào đã mua máy DeWatt và muốn thêm mua thêm pin thì ở đây mình có bán sẵn pin. Đây là cục pin 18V 4A trị giá là 1.400.000, một mức giá rất là hấp dẫn so với những hãng khác luôn. Cái hãng này cỡ tầm giá này anh em chỉ mua được một cục tầm 2A của hãng Boss thôi. Còn này chúng ta mua được một cục 4A, giá rất là hợp lý. Mình sẽ gắn vô cái cục pin ở đây, vô đây là mình sẽ thử cho mọi người xem luôn. Khi mà mọi người mua những cái máy pin của hãng á, của những cái hãng sản xuất á, thì chúng ta nên xài chung theo một cái hệ sinh thái, tức là đã xài DeWatt rồi thì cứ xài DeWatt tiếp, rồi đã xài Makita thì xài Makita tiếp. Nếu mà chúng ta đã xài trước rồi thì chúng ta tận dụng pin để chúng ta xài, sạc để xài, chúng ta không cần phải đầu tư lại pin sạc. Còn nếu anh em nào đã xài nhiều loại hoặc là anh em có nhu cầu cao thì chúng ta có thể mua những bộ khác nhau để chúng ta so sánh. Đây là đèn, đèn LED anh thấy không, nó sáng như cái đèn pin vậy đó. Đây là chế độ 2 thôi, đây là chế độ thấp nhất nè, và đây là chế độ cao nhất. Cái đèn LED này nó có thể sáng thay thế được một cái đèn pin trong cái trong cho anh em làm việc, và cái thời gian sáng rất là lâu với như vậy, và nó sẽ tự tắt. Thế mình bóp lên nó sẽ sáng, sau một hồi nó sẽ tự tắt luôn. Đây là tốc độ chậm nè, hồi nãy là vừa nhanh. Cái đầu này là đầu auto lock và đầu này có chức năng kẹp cứng. Đó, tốc độ nhanh. Máy rất là mạnh. Anh em nghe tiếng máy là rất là sướng. Con này khoan được gõ tới 40 rồi. Những cái bài test của mình đó là nó dư sức đáp ứng. Mình giới thiệu thêm cho anh em là nếu chúng ta mua những cái máy này rồi chúng ta nên mua thêm những cái body, chẳng hạn như là đây là body con 886. Body máy bắt chích. Tại sao mình giới thiệu con 796 này thì mình giới thiệu con 886 này? Tại vì nó sẽ tương xứng với nhau.
cái con 796 này là cái máy gần như là tốt nhất tại thời điểm hiện tại của hãng Dewatt, máy pin. Như vậy chúng ta muốn tương xứng thì chúng ta mua thêm một cái máy bắt dít tốt nhất, đó là con 886 này. Đây là máy bắt dít không than, không chở than luôn, sử dụng chung cục pin luôn. Thì trong bộ này nó cũng tặng kèm cho mình thêm cái móc này nữa. Quá trời đẹp. Con này thì tốc độ không tải của nó là 2.800 vòng trên phút, lượt đập là 3.200 RPM. Quá trời dữ. Thì bây giờ mình sẽ lấy cục pin qua cho mình xem, mọi người xem. Nó cũng trang bị cho mình thì cái cây vít, và cái này được một cái đó là nó sử dụng cái đầu của nó là đầu dài nha anh em, đầu chuẩn dài chuẩn Nhật, nên là chúng ta xài rất là thoải mái, và đầu nó là tự động, tự động. Anh em không cần phải kéo lên nè, gắn vô là xong. Bên hông của nó trang bị cho mình một cái chỗ này để chúng ta để vít rất là cứng luôn nha, chứ không phải là cho có nha, hết cực mạnh luôn. Con 796 cũng có chức năng này. Đây anh em xem. Rất là khỏe. Bây giờ mình sẽ gắn cái cục pin vô đây anh em xem. Con này trang bị 3 đàn led. Động cơ không chở than luôn. Đó, anh em mua một cặp như vậy xài là bao sướng. Một cục pin, hai cái máy. Chúng ta có thể xài cho nhau. Nếu chúng ta xài gia đình thật sự với nhu cầu này là dư sức luôn, tại vì thật sự là gia đình chúng ta xài bây giờ hết pin hết trơn á. Anh em bắn phải nhiều lắm, chẳng như anh em DIY, anh em đang làm cái giường, cái tủ gì đó thì anh em bắn hết pin thôi. Chứ bình thường anh em xài lâu lâu anh em xài là không có hết pin nổi. Một cục pin như vậy mà chúng ta xài á, chúng ta để 2 tháng á nó mới hết pin. Là chúng ta xài không, chúng ta để lên thời gian chờ á. Còn nếu mà anh em mà xài á một cái cục 2A của hãng Dewatt có thể bắn được 2.300 con vít 3 phân. Còn đây là cục 4A anh em có thể nhân lên gần gấp đôi cho 4.000 con vít 3 phân, thì tương đương khoảng gần 2.000 con vít 5 phân. Đó thì đó anh em có thể thấy là cái năng lực của nó rất là mạnh. Cái thân của máy bắt vít này thì giá của nó thì đây mình không có để giá trên web rồi. Anh em tham khảo dưới cái phần video này, mình sẽ chèn cái video link vô để em xem, hoặc là anh em cứ lên mạng đánh chữ là DCF886N thì nó sẽ ra. Còn này do cái máy này nó mới trong kho ra nên là chưa có dán giá. Còn thân của máy 796 này thì giá của nó là 2.431.000. Cái thân máy bắt vít thì sẽ mắc hơn nha anh em. Máy bắt vít thì luôn luôn mắc hơn máy khoan. Luôn luôn là như vậy. Đó, và anh em có thể mua tại store là một. Giá này đã bao gồm VAT và chưa bao gồm phí vận chuyển. Rồi, anh em mua hàng thì đến trực tiếp cửa hàng, địa chỉ là 234 Bình Thới, phường 10, quận 1, Hồ Chí Minh, hoặc là mua trên website storelamot.vn, hoặc là mua trên app. Đó, mua đâu cũng được. Hoặc là nếu anh em cần hỗ trợ thêm thì anh em có thể alo số điện thoại là 0287300 7368. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video này. Nhớ đăng ký kênh của mình, nhớ chia sẻ video này nha. Tôi là Vinh, xin chào và hẹn gặp lại.